Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở hàng loạt link tiếp thị liên kết để chỉnh sửa file data feed. Thì khi các bạn làm tiếp thị liên kết, mình phải thường xuyên cập nhật file data feed để upload sản phẩm lên website ha. Ok, đầu tiên các bạn vào Google, mình search cái từ khóa là copy on URL. Các bạn sẽ cài cái on copy on URL vào trình duyệt Chrome. Mình nhấn vào thêm vào Chrome. Đó, thì cái on này nó có cái icon là hình cái dù màu trắng đen đây ha. Ok, tiếp theo các bạn sẽ vào file data feed. Mình sẽ copy một số link trong cái file data feed này vào lipfo. Sau đó các bạn vào Chrome, mình nhấp vào cái on hình cái dù này và nhấn vào nút pass. Đó, nó sẽ mở hàng loạt những cái link tiếp thị liên kết lên cái trình duyệt ha. Ok, và mình sẽ kiểm tra xem link nào còn hoạt động, link nào đã bị die để mình loại bỏ nó đi ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể copy cái đoạn snippet này, những cái video và phần mô tả để đưa vào data feed mình thêm hoàn chỉnh ha. Ok, đó. Rồi, ngoài ra công cụ này nó còn cho mình copy ngược lại những cái link vào file data feed ha. Ví dụ mình vào Unica, sau đó mình sẽ mở một số link lên. Đó, ví dụ cái link này ha. Đó, mở lên. Mình sẽ cập nhật, bổ sung một số khoa học vào file data feed. Đó, thì sau khi mở những cái khoa học mới lên, mình sẽ vào on copy on URL. Các bạn chọn copy. Đó, nó sẽ copy 4 cái link này vào lipfo ha, và mình sẽ dán vào file data feed của mình để bổ sung những cái khoa học mới cho nó cập nhật lại ha. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.